Khương mến chào anh Tú ở Tăng Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Anh có gọi điện cho em vào lúc ngày hôm qua và ủng hộ em một cục mixer G4 đời 2022 và ủng hộ thêm một cặp micro Mark 56. Micro này thì dòng cao cấp và dòng này thì mình về mình hết pin mình sạc ha, không có thay pin luôn. Và trước khi test âm thanh cho anh thì em đã báo với anh Tú là đã nhận tiền của anh vào lúc 17:42 Agribank ha. Và anh đã chuyển khoản dư cho em dư hơn 100.000, nên em sẽ tặng những thêm những cái món này cho anh nha. Sản phẩm của anh nhận gồm cục mixer G4 2022, một cặp mic Mego Mark 56 đôi ha. Thì trong cái micro thì nó có dây sạc bông lọc sóc mau, mấy cái đó thì chống lăn thì em không nói ha, nó nằm trong đó rồi. Cái phần này là tặng riêng cho anh đây. Cái này là cái cốc sạc cho pin, có nghĩa là mình hát mình không sợ hết pin. Và em tặng cho anh một cặp pin luôn nha, một cặp pin luôn. Để anh về anh sạc sẵn luôn ha. Khi nào hết pin mình không cần sạc, vì micro này nó có lỗ sạc đây. Sạc chẳng được mà mất thời gian ha. Và thêm tặng cho anh cái giá đỡ điện thoại này để mình mở nhạc mình hát luôn ha. Còn sản phẩm anh mua để live stream thì lúc nào cũng có kèm dây live stream rồi, và cái tai nghe Sony kèm theo rồi ha, để về mình live stream. Còn những ba cái món này thì tặng thêm cho anh nha, tặng thêm cho anh. Và cách sử dụng thì hôm qua em đã gọi anh trước rồi, chỉ trước hết trơn rồi. Cái video này chủ yếu là test âm thanh cho anh thôi, test cho anh thấy đồ của anh ha. Rồi giờ em test, tăng nhạc test, tăng vang lên ha. Test cho anh Tú, Tăng Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, G4 Mark 56, nhẫn cỏ cho em, sáng tác Vinh Sử, đã nhận tiền Agribank vào lúc 17:42, cực hút luôn. Ba cái món này tặng thêm cho anh nha, vì anh chuyển khoản dư hơn 100.000 cho em nên tặng thêm ba cái món này đó. Anh nghèo đến chân nhân kim cương, tặng em theo sinh lệ tơ hồng, thì đây anh đang nhân cỏ, tặng em coi như bó ngò, lòng anh chắc em đã biết. Anh nghèo em cùng chẳng hơn ai, nhân anh cháu nhân có chân thành, nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vật đồ, thấy mẹ có vẻ lòng. Video này hơn 5 phút ha, để em nói thêm vài câu. Vì anh Tú chuyển khoản cho em ngày hôm qua rất là sớm, mà lý do sáng em không có chuyển hàng đi cho anh kịp, lý do là em đang nhậu và hơi xỉn quá.
và sáng em rất là mệt nên em không có thể nào đóng hàng đi cho anh được vì em chưa có test. Và hôm nay em cho đi hàng đầu giờ chiều cho anh nha, chứ không phải đi buổi sáng nha, cũng báo gõ với anh luôn. Và hàng anh từ 3 đến 5 ngày anh nhận nha, nhận không đồng, có nghĩa là phí em trả luôn nha, trả tiền sẵn hết. Và một thành thật xin lỗi anh vì không chuyển hàng sớm kịp 7:30 sáng, vì sáng em còn say còn rất là xỉn nên chưa có test âm thanh kịp, nên giờ này khoảng gần 1 giờ em đóng hàng xong là kịp cho anh luôn. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều đã ủng hộ em. Mixer G4 2022, một cặp micro cao cấp Mark 56. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn anh. Tăng nhạc sẵn cho anh.